Tên lửa BrahMos phiên bản phóng từ Su-30 MKI mới là thứ Việt Nam đang cần. Ấn Độ vừa tiếp tục thử nghiệm tên lửa BrahMos phiên bản phóng từ cơ cấu phóng trên không với tiêm kích Su-30 MKI. Cuộc thử nghiệm được truyền thông Ấn Độ đăng tải chi tiết. Theo đó, tên lửa BrahMos khi phóng thử nghiệm từ tiêm kích Su-30 MKI đã đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 2.8, nghĩa là tương đương với tốc độ lý thuyết Mach 3 của tên lửa này từng được Ấn Độ công bố trước đây. Tuy nhiên, truyền thông Ấn Độ không tiết lộ tên lửa hành trình diệt hạm BrahMos trong cuộc thử nghiệm này được phóng từ độ cao bao nhiêu và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách bao xa. Theo công bố trước đây của phía Ấn Độ, các tên lửa BrahMos của nước này có tầm bắn tối đa 500 km và đang được nâng cấp lên 600 km. Tuy nhiên, ở phiên bản phóng từ chiến đấu cơ Su-30 MKI, tên lửa sẽ chỉ có tầm bay là 400 km. Trường bay tối đa của tên lửa BrahMos là 15 km, nhưng nhiều khả năng loại tên lửa này hoàn toàn có thể phóng được từ độ cao lớn hơn khi triển khai từ tiêm kích Su-30 MKI, vì loại tiêm kích này có trần bay lên tới 17 km. Việc tên lửa BrahMos tương thích với chiến đấu cơ Su-30 MKI là một tín hiệu cực kỳ đáng vui mừng, vì trong tương lai, loại tên lửa này hoàn toàn có thể tương thích với chiến đấu cơ Su-30 MK2V mà Việt Nam đang dùng, vốn không có nhiều khác biệt so với phiên bản Su-30 MKI. Một điểm khá đặc biệt là phiên bản đối không của tên lửa BrahMos cũng được chia ra hai nhánh, trong đó có một nhánh tên lửa sẽ là không đối hạm, một nhánh là không đối đất, cả hai loại này hiện tại đều đang được thử nghiệm. Ấn Độ và Nga dự kiến sẽ sản xuất khoảng 2.000 tên lửa BrahMos trong vòng 10 năm tính từ 2018. Trong số này, có tới một nửa tương đương 1.000 quả tên lửa BrahMos được dự kiến sẽ xuất khẩu cho các quốc gia thân thiện với Nga và Ấn Độ. Truyền thông quốc tế cũng nhiều lần đặt dấu hỏi về việc Việt Nam quan tâm tới loại tên lửa này của phía Ấn Độ. Tuy nhiên tới nay, phía quân đội Việt Nam vẫn chưa lên tiếng xác nhận bất cứ một thông tin nào. Nhiều khả năng Việt Nam đang chờ phiên bản phóng từ cơ cấu phóng trên không được hoàn thiện. Khi đó, các chiến đấu cơ Su-30 MK2V chủ lực của không quân Việt Nam sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.